năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Cha phêrô Nguyễn Văn Tường thuộc giáo phận Vĩnh Long vừa là một y sĩ chuyên chữa ung thư cho rất nhiều người tại phòng khám y học cổ truyền yêu thương cho không. Do cha Tường sáng lập, cha bị đột quỵ nặng và khó qua khỏi tại bệnh viện đa khoa quốc tế SIS Cần Thơ. Bác sĩ cũng đã nói ca bó tay vì bị quá nặng. Nhưng có một điều là cha Tường vẫn còn duy trì sống được đến hôm nay đã là một phép màu và kỳ tích lớn. Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại phòng khám y học cổ truyền, anh Xuân Dũng, đại diện cha tường tại phòng khám, đã thông báo tình hình sức khỏe cha tường đang tiến triển tốt và kêu gọi tất cả mọi người trong và ngoài nước không phân biệt tôn giáo. Mỗi người hãy cầu nguyện cho cha tường theo cách riêng của mình. Đó chính là cách tốt nhất giúp cha tường lúc này. Anh Xuân Dũng đại diện cha tường cũng bày tỏ cảm ơn các y bác sĩ đang tận tâm cứu chữa cho cha trong những ngày qua và cảm ơn tất cả mọi người luôn quan tâm đến cha tường anh xuân dũng đại diện cha tường tại phòng khám thông báo dù có chuyện gì xảy ra với cha tường thì phòng khám y học cổ truyền yêu thương cho không của cha tường vẫn hoạt động để giúp người trước đó người nhà của cha tường là anh bảy cha tường từ nước ngoài về việt nam trong đầu anh nghĩ là khi về tới việt nam thì cha tường đã mất rồi và chỉ còn lo hậu sự cho cha tường vì cha tường bị quá nặng nhưng không ngờ được cha tường vẫn còn sống anh bảy thốt lên tạ ơn chúa và nói đó là một phép lạ đã giúp cha tường vẫn còn sống và còn hy vọng anh bảy chia sẻ rằng người nhà sẽ tiếp tục còn đứa còn tác và sử dụng y khoa tốt nhất dù tốn kém nhưng không bỏ cuộc đúng là phận người mong manh Thật tâm thì thấy cha cũng cố gắng mang sức khỏe cho người khác. Một lần nữa, ta thấy phận người là như thế, không ai thoát được đau ốm bệnh tật và không ai biết được ngày nào là ngày cuối đời của mình. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho cha Phê -rô Nguyễn Văn Tường. Mong nhiều người cầu nguyện cho cha Tường và mong phép màu sẽ tiếp tục xảy ra cho cha Tường. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho cha Phê -rô Nguyễn Văn Tường, mong Chúa nhận lời cho cha qua khỏi lúc này. Các bác sĩ trong và ngoài nước đánh giá cao phương pháp chữa bệnh ung thư bằng công nghệ cháo nano và thảo dược nano của cha tường. Vậy, các bệnh nhân ung thư hiện đang chữa trị tại cơ sở phòng khám y học cổ truyền của cha. Tại phòng khám y học cổ truyền Yêu Thương Cho Không, có khoảng 300 bệnh nhân ung thư đang chữa trị, trong đó nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối từng chữa trị khắp nơi, bị các bệnh viện trả về Trước các nhà khoa học, họ chia sẻ về nỗi tuyệt vọng của mình trước khi đến nay và kết quả điều trị bằng công nghệ cháo nano và thảo dược nano như những phép màu kỳ diệu. Khi thăm khám, các thầy y sĩ dựa trên bệnh án và thể trạng của tùy từng bệnh nhân mà có chế độ dùng cháo và thảo dược khác nhau. Tuy nhiên, tất cả bệnh nhân đều phải nghiêm ngặt tuân theo chế độ 100% là dùng cháo nano và thảo dược nano không có bất cứ thức ăn hay thuốc men gì khác. Có bệnh nhân thì dùng một ngày 4 lít cháo và mỗi bữa nhai một lá xả đen. Trong khi nhai thì nước miếng chính là chất kiềm cộng với men tiêu hóa sẽ giúp bệnh nhân hấp thụ tốt cháo và thảo dược nano. Mỗi bệnh nhân có thêm người nhà đi cùng để chăm sóc. Tại đây có khoảng 300 bệnh nhân ung thư đang chữa trị. Trong đó, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối từng chữa trị khắp nơi bị các bệnh viện trả về các bệnh nhân ung thư đều được làm các thủ tục thăm khám, lập bệnh án, theo dõi chặt chẽ quá trình điều trị. Sau khi các thầy y sĩ ở đây thăm khám và xem bệnh án, mỗi ngày tôi được uống 4 lít cháo nano, chi đều trong ngày, cứ cách 2 giờ lại uống tiếp, kết hợp nhai cùng lá xả đen. Đến nay đã được 3 tuần, tôi đã khỏe mạnh, đi lại bình thường, các cơn đau cũng không còn nữa. Các bệnh nhân đến đây đều được điều trị và dùng cháo thảo dược miễn phí, các thầy y sĩ ở đây không thu bất cứ khoản gì, rất nhiều người đã khỏi bệnh ra về. Trong trường hợp nguy tử, bất kỳ linh mục nào cũng có thể tha tội và vạ. Cha Phê Ru Tường đang trong tình trạng hôn mê và cha Đa Minh Phan Hồng Thắng đã thực hiện giải vã tuyệt thông trong trường hợp này tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Linh mục Phê Ru Nguyễn Văn Tường giáo phận Vĩnh Long bị đột quỵ nguy kịch đã được cha Đa Minh Phan Hồng Thắng ở Mỹ đang có mặt tại Việt Nam mang các phép và giải vạ tuyệt thông trong trường hợp nguy tử xin anh chị em cầu nguyện cho Ngài cha Thắng đã đọc như sau tôi dùng quyền tòa thánh đã ủy cho để ban ơn đại xá và ơn tha thứ mọi tội lỗi cho cha Phi Nguyễn Văn Tường nhân danh cha và con và thánh thần giải vạ do quyền năng ủy thác cho tôi tôi giải vạ tuyệt thông cho phê rô Nguyễn Văn Tường nhân danh cha và con và thánh thần hiện tại cha Tường đang hôn mê ngài bị xuất huyết não khá nặng nhưng tim vẫn đập và bàn tay còn nóng nguyện xin chúa tình thương mang cho cha phê rô Nguyễn Văn Tường sớm bình phục xin mọi người cầu nguyện cho ngài linh mục phê rô Nguyễn Văn Tường trước đây đã bị tòa giám mục tỉnh Long ra vạ tuyệt thông vạ tuyệt thông vạ tuyệt giết phép thông công hoặc rút phép thông công là một hình phạt của giáo hội công giáo Roma dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội. Khi một người bị tuyên án và tuyệt thông, thì về bản chất, người ấy bị tách rời ra khỏi sự hiệp thông với những tín hữu khác trong giáo hội. Về hình thức là bị khai trừ khỏi tổ chức giáo hội. Lý do được đưa ra là Linh Mục Tường đã giảng nhiều điều trái luật của giáo hội công giáo. Tuy nhiên, Cha Tường đã bị đột quỵ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Trong bối cảnh đó, Ngài đã được cha thánh có đủ năng quyền, mang các phép và giải vạ tuyệt thông trong trường hợp nguy tử. Theo giáo lý giáo hội công giáo, việc giải vạ tuyệt thông do đức giám mục giáo phận mới có quyền. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử thì bất cứ linh mục nào cũng được phép tha mọi tội và giải vạ tuyệt thông tiền hay hậu kết. Cha Tường đã được giải tội, giải vạ tuyệt thông, ban ơn toàn xá và sức dầu bệnh nhân. Còn việc cha Tây Rô, Nguyễn Văn Tường, một khi đã phục hồi sức khỏe, có được thi hành chức vụ linh mục hay không, đó là do quyền của đấng bản quyền sở tại. Vạ tuyệt thông tiền kết, nghĩa là đương nhiên bị vạ này khi phạm một trong những tội hay lỗi nghiêm trọng ghi trên đây, chỉ có giáo hoàng hay những người được luật quy định mới giải vạ này. Tuy nhiên, trong trường hợp quy tử, thì bất cứ linh mục nào cũng được phép tha mọi tội và giải vạ tuyệt thông tiền hay hậu kết. Giáo luật nói rõ những hậu quả của vạ tuyệt thông như sau. Không được cử hành hay lãnh nhận mọi bí tích, kể cả án bí tích của giáo hội. Đối với giáo sĩ và tu sĩ, không được hành xử mọi chức vụ, tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào, cũng như bị cấm hưởng dùng các đặc ân đã được ban cấp trước đó. Người mang vạ tuyệt thông là người tự tách mình ra khỏi mọi hiệp thông với giáo hội, cho nên chính họ không được lãnh nhận hay cử hành mọi bí tích là nguồn cội của sự thông hiệp vào nhiệm thể Chúa Kitô trong yêu thương và hiệp nhất. Vì thế, họ tạm thời ở bên ngoài giáo hội cho đến khi vạ được tha bởi người có thẩm quyền trong giáo hội. Hình phạt chỉ là biện pháp sau cùng sau khi đã sửa sai trong tình huynh đệ, đã cảnh báo, nhưng vẫn không có kết quả nên phải áp dụng hình phạt. Khoảng giáo luật 1341 cũng nói rằng đứng bản quyền giáo phận là đứng có thẩm quyền để áp dụng hình phạt nhằm tái tạo công bình, hạn gắn hậu quả những tai hại và quán cải phạm nhân. Và tuyệt thông dù là hình phạt nặng nhất của giáo hội nhưng không có nghĩa là lời kết án vĩnh viễn cho ai phải ra khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn dân chúa mà chỉ là hình phạt dược hình, phương thuốc chữa bệnh nghĩa là giáo hội vẫn mở rộng cửa để đón nhận trở lại những ai phạm tội có thiện chí ăn năng và xin được thao tội vì thế theo giáo luật hình phạt này chỉ tạm thời cho những người ngoan cố không chịu ăn năng sửa lỗi